Dạ em Nhân xin chào cô chú anh chị. Video này thì Nhân giới thiệu cho chú chị mình một lô đất giá rất rẻ luôn. 4 nhân cho 16. Nó sẽ từ cái cột mốc có sẵn luôn chú chị. Nè, cột mốc nào ống nước có sẵn hết nè. Ống nước này về mình xây dựng như mình xài luôn ha. Nó qua tới cái cây xanh nên nó có cột mốc chú chị. Tới cây xanh nằm giữa hai lô ha. 4 mét sâu 16. 16 bằng với nhà hiện tại. Nó bằng với nhà này. Nó bằng với nhà bên kia luôn. Thì nói chung 4-16, 64 mét vuông là cô chú chị mình, nếu mình xây nhà, mình xây nhà thì với cái diện tích này là mình xây nói chung là khá là tuyệt vời. Ví dụ như mình ít tiền á, mình có thể xây nhà cấp 4 được. Nhà cấp 4 thì nó rơi vào tầm khoảng chừng 4-500 triệu là tuyệt vời rồi. Còn nếu mình có tiền xíu nữa thì mình xây lên một lầu nó khoảng 600-700, nó còn có tiền nữa xây hai lầu tầm khoảng 900 tỷ đó của chú chị. Thì cái 4-16 thì cô chú chị mình ví dụ nha, em nói ví dụ nếu như mà mình xây nhà thì mình sẽ có thể là mình chưa được sân xe hơi nè. Còn nếu như mình không có xe hơi thì mình có thể làm một cái phòng ngủ ở dưới. Khi mà mình xây nhà của chú chị, một phòng ngủ ở dưới thì nó cũng khá là quan trọng. Bởi vì nhiều khi là cô chú chị mình lớn tuổi đó, mình trẻ thì không sao, còn mình lớn tuổi đi đứng nó khó khăn á, thì nó có một cái phòng dưới là nó rất là tuyệt vời luôn. Nó giải quyết được rất là nhiều thứ cho cô chú chị mình. Mà khi mà mình xây một cái phòng dưới vậy rồi thì ở trên mình làm hai ba phòng ngủ nữa thì thoải mái luôn. Cho nên là một cái căn nhà 4-16 mà mình xây một lầu thôi, là một gia đình là nói chung là hai chồng, hai đứa con thêm ông bà nữa ở vẫn thoải mái vô tư. Đó, vẫn dư của chú chị. Lô đất này thì cái hướng đó là hướng bắc ha. Hướng bắc thì nó thuộc cung mạng Đông Tứ Trạch, bao gồm là hướng đông, hướng nam, hướng bắc và hướng đông nam. Nó thì chúng chị mình hợp một trong những cái hướng đó thì có thể là hợp với cái hướng này luôn. Và hiện tại thì sổ hồng riêng có sẵn và chủ đang giữ ở ngoài, không có quay ngân hàng cho chúng chị. Cho nên là khi mua bán là sẽ công chứng mình sang tên liền. Hiện tại thì lô đất này là chị chủ đang kêu bán với cái giá là 920 triệu của chúng chị. 920 triệu cho cái lô đất vị trí này. Thì hồi trước nếu như mình mua một cái lốc này luôn, mua một cái lốc này 4-16 hết, thì với một cái giá giao dịch mà cái đợt sốt cũng vậy thì nó rơi vào tầm khoảng 1 tỷ 3. Nó 1 tỷ 3 cho một cái lô như thế này đó. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ là nói chung là theo thời điểm hiện tại thôi, thì chủ nói chung bán cũng lỗ cũng khá là nhiều đó. Nhưng mà quan trọng là cái thời điểm này là chị kẹt tiền, cho nên là bắt buộc chấp nhận là phải chịu lỗ để mà bán được cái lô đất. Thì 920 triệu là sẽ bao hết giấy tờ sổ sách cho cô chú chị luôn. Ví dụ khi mà mình cô chú chị mình ưng lô đất thì có thể mình xuống đó mình xem vị trí đất ha, đầu tiên. Và thứ hai là khi mà mình ưng vị trí đất này, mình có thể là Nhân sẽ cho mình gặp chính chủ để mình thương lượng về giá cả. Còn nếu mà ok hết thì sẽ tiến hành tới đặt cọc mua bán. Và khi mình đặt cọc xong thì hẹn 50 bữa để mình công chứng với chú chị. Khi mình công chứng thì tất cả những giấy tờ về sang tên và chuyển nhượng thì Nhân sẽ hỗ trợ và Nhân làm hết cho chú chị luôn. Thì tất cả những cái phần đó đều hoàn toàn miễn phí nha chú chị. Rồi cái lốc này thì nó nằm ở trong cái lốc K2 nha chú chị. Bên đây là dãy nhà phố liền kề của phía công ty Cát Tường xây dựng nè. Thì nguyên một cái dãy phố này nó khoảng tầm 30 mấy gần 40 căn đó. Thì cái dãy này là cái lốc K1, nó còn của mình lốc K2 ha. Rồi vị trí thì ví dụ khi mà con chú chị mình đã rành ở trong đây rồi đó, thì khi mình nhìn cái vị trí đó mình có thể hình dung ra được nó như thế nào. Còn ví dụ con chú chị mình chưa biết, mình muốn xem đất thực tế thì cứ trực tiếp liên hệ với Nhân ha. Thì Nhân sẽ dẫn cho con chú chị mình xem. Rồi cảm ơn chú chị rất nhiều ha. Nếu như mà ưng lô đất này thì cứ trực tiếp liên hệ với Nhân để Nhân tư vấn cũng như là gửi thông tin rõ hơn cho con chú chị mình nha. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại.